Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai hoạt động dinh dưỡng tỉnh Long An giai đoạn 2025-2027 với kinh phí gần 5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2024 là hơn 1,7 triệu người, trong đó trẻ em dưới 2 tuổi là trên 34.000 trẻ. Số trẻ em dưới 5 tuổi là trên 94.000 trẻ, tỷ lệ hộ nghèo là 0,75%. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2027 phải nâng cao kiến thức cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thực hành dinh dưỡng hợp lý, cải thiện tình trạng thiếu chi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi, góp phần cải thiện và nâng cao tầm vóc của người Việt Nam, kiểm soát hiệu quả tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi, góp phần hạn chế các bệnh mãn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng. Để hoàn thành các mục tiêu cần có sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị xã hội trong việc giáo dục, tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng và xã hội, nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý.